Tính đến sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn huyện đã tổ chức tiêm chủng được 16 đợt tiêm vaccine COVID-19 với 18.772 liều vaccine phòng chống dịch COVID-19. Số người tiêm mũi 1 là 13.656 người, số người tiêm mũi 2 là 5.116 người. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh cho biết, hiện nay, ngành y tế đã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm, đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, Trung tâm Y tế huyện đã lên kế hoạch chỉ đạo các trạm y tế địa phương bố trí điểm tiêm, đồng thời triển khai tiêm sớm nhằm đảm bảo tiêm đúng, tiêm đủ để phủ nhanh tỷ lệ vaccine trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban tỉnh thì đang phải gấp rút đẩy mạnh cái tiến độ tiêm chủng vaccine và bao phủ cái diện rộng, tất cả phấn đấu cho đến năm 2021 là tất cả độ tuổi từ 18 tuổi trở lên phải được tiêm mũi 1 vaccine. Và từ nay cho đến cuối năm thì lượng vaccine về tỉnh, về các huyện được phân bổ thì với số lượng tương đối nhiều. Chính vì vậy mà để đẩy nhanh cái tiến độ tiêm chủng trên địa bàn toàn huyện thì ban chỉ đạo huyện đã tổ chức triển khai tiêm diện rộng ở tất cả các xã trên địa bàn toàn huyện, và có tổ chức một cái điểm tiêm tại huyện cho các đơn vị thị trấn Tân Phúc và Đồng Lương. Còn lại thì 7 xã còn lại đều phải tổ chức các cái điểm tiêm chủng chủ động tại các địa phương của mình. Và để làm được việc này thì Trung tâm Y tế cũng đã tham mưu và yêu cầu ban chỉ đạo các phòng chống dịch của các xã phải tổ chức điểm tiêm và huy động các nguồn nhân lực để hỗ trợ công tác y tế, bước đầu từ công tác chuẩn bị như nhập liệu, rồi chuẩn bị các cái điểm tiêm chủng, huy động các cái ban ngành, đoàn thể trên địa bàn các địa phương để tham gia tiêm chủng cùng với đội ngũ y tế. Và cái công tác này thì chúng ta bắt đầu thực hiện vào ngày 24 để đảm bảo nhanh cái tiến độ. Trước ngày 27 chúng ta phải hoàn thành được 10.000 mũi tiêm trên địa bàn toàn huyện. Tới đây khi tiếp nhận vaccine được phân bổ về, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện sẽ tổ chức triển khai hoạt động tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên còn lại và tiêm đại trà cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên. Mặc dù nhân sự trạm y tế các xã mỏng, nhưng khi tổ chức tiêm, Trung tâm Y tế huyện sẽ cử các y bác sĩ của trung tâm xuống hỗ trợ các điểm tiêm để nỗ lực phối hợp cùng nhân viên y tế cơ sở, các ban ngành đoàn thể của xã tổ chức tốt công tác tiêm phòng vaccine ở mỗi địa phương, nhất là các xã xa trung tâm huyện như Yên Khương, Yên Thắng, Tam Văn, Lâm Phú và Giao Thiện, Giao An. Riêng trong ngày 23 tháng 11, tại điểm tiêm ở trung tâm huyện đã tổ chức tiêm đợt thứ 16 và đã tiêm được 2.000 liều vaccine trong ngày, đảm bảo đúng theo quy định. Huyện Lang Chánh tính từ khi bùng phát dịch cho đến nay đã phát hiện 10 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 7 ca đang được điều trị, 2 ca được điều trị khỏi, 1 ca tử vong do liên quan đến COVID-19, 5 ca tái dương tính đã được điều trị khỏi. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thích ứng an toàn, từng bước ổn định đời sống nhân dân, phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu đến tháng 12 năm 2021, toàn huyện sẽ được tiêm bao phủ vaccine cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, theo số lượng vaccine được phân bổ đạt 100%. Để đạt mục tiêu trên, một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cùng với phương châm 5K vaccine. Nên việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 là rất cần thiết, đang được ngành y tế huyện cấp tốc triển khai đến các địa phương trong toàn huyện.